Tiếp theo chúng ta sẽ đến cái khám thứ cuối cùng đó là sàn ha. Thì đầu tiên sàn thì nó có hai phương pháp, đầu tiên là sàn năm và sau đó là sàn sau. Trước khi chúng ta sàn năm thì chúng ta sẽ hỏi bệnh nhân có đau ở đâu không. Chú có đau đi, hiện tại chú đau chỗ nào hả chú? Thì đầu tiên chúng ta sẽ hỏi bệnh nhân ở đau ở đâu không. Nếu mà đau ở chỗ nào á thì chúng ta sẽ khám ở nơi đó là cuối cùng. Nếu trường hợp bệnh nhân không đau ở đâu á thì chúng ta sẽ khám ấn năm á, thì chúng ta sẽ sờ từ ở bên trái dòng qua bên phải ha. Giả dụ như trường hợp này bệnh nhân không có điểm ra, mình hỏi bệnh nhân không đau hết thì chúng ta sẽ sờ năm từ ở bên hố trụ trái sang hố trụ phải ha. Chúng ta sẽ đặt cái bàn tay thuận, đặt nguyên cái lòng bàn tay vào luôn và chúng ta sẽ vừa ấn vừa so ha. Nếu mà chúng ta sờ năm thì chúng ta sẽ ấn bàn tay xuống lúng xuống thành bụng bệnh nhân khoảng 1 đến 2 cm. Còn nếu chúng ta sờ sau thì nó sẽ lúng xuống từ 3 đến 5 cm. Chúng ta tiến hành sờ năm ha các bạn. Đầu tiên, chúng ta đặt tay và vừa ấn vừa so. Tay không thuận thì chúng ta sẽ đỡ thành bụng lên. Để cho nó thư giãn dễ ấn ha các bạn. Vừa ấn vừa so. Đầu tiên chúng ta đi ở hố chậu trái. Đi vòng xuống hông trái. Rồi, đến mạng sườn trái. Rồi, hướng tay lên mũi kiếm xương ức. Rồi, hướng qua mạng sườn sườn phải. Đến hông phải. Và trở về hố chậu phải. Sau khi chúng ta sờ nông xong rồi, nếu mà bệnh nhân có điểm đau chói ở đâu thì chúng ta sẽ quay trở lại khám kỹ ở vùng đó, là chúng ta sẽ sờ sau. Còn trường hợp chúng ta sờ nông là để chúng ta đánh giá được tổng quan chung, mềm hay không mềm, u cục bất thường hay là có u cục bất thường hay không, có đau ở chỗ nào hay không, tạng to ở chỗ nào, thì chúng ta nhớ ở đó. Để chúng ta sau đó chúng ta sẽ trở lại chúng ta sờ sâu ở điểm đau đó. Sau khi chúng ta sờ nông xong rồi, chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành sờ sâu. Sờ sâu thì chúng ta sẽ tiến hành sờ khám dùng gan. Để tiến hành sờ sâu khám gan thì chúng ta sẽ đi từ hố chậu phải ha. Chúng ta nhớ là ấn độ sâu từ 3-5 cm, đi từ hố chậu phải và đi dần lên, đi qua mạng sườn trái. Chúng ta sẽ tiến hành sờ sâu để khám gan các bạn. Thì đi từ hố chậu phải nè, chúng ta đi từ hố chậu phải. Chúng ta sẽ sờ sâu hơn ha, 3-5 cm. Ta sẽ hướng tay về mũi kiếm xương ức và đi lan qua mạng sườn trái. Đó là sờ sâu khám gan. Bây giờ ta tiến hành sờ sâu khám lách. Sờ sâu khám lách chúng ta sẽ đi từ hố chậu trái lên lan qua mạng sườn phải. Rồi chúng ta sẽ tiến hành sờ sâu khám lách ha. Đi từ hố chậu trái. Qua hông trái. Mạng sườn trái. Hướng tay vào mũi kiếm xương ức. Hướng qua mạng sườn phải. Đối với mà sờ sâu mà khám lách đó các bạn, nó có hai cái tư thế, là ở tư thế nằm ngửa và tư thế nằm nghiêng. Đối với mà sờ sâu để khám lách đó các bạn, thì chúng ta sờ sâu khám lách nếu mà bệnh nhân có dấu hiệu lách to ha. Có dấu hiệu lách to, bệnh nhân có điểm đau của lách thì chúng ta sẽ ngưng, không khám ở, không ấn, không sờ sâu để khám lách ở tư thế nằm nghiêng. Nếu mà bệnh nhân không có đau, lách không to, lách bình thường thì chúng ta sẽ tiến hành tư thế sờ sâu để khám lách ở tư thế nằm nghiêng. Giả dụ ở trường hợp này trường hợp này là bệnh nhân không, sau khi mà chúng ta ấn sâu để khám lách đó, bệnh nhân không có đau
thì chúng ta sẽ tiến hành cho bệnh nhân nằm nghiêng. Khi bệnh nhân nằm nghiêng, chúng ta cũng ấn sâu giống như là bệnh nhân nằm ngửa để khám đắp ở tư thế nằm nghiêng. Mà chú nằm nghiêng qua chút, cho bệnh nhân nghiêng qua bên bên phải, hơi nghiêng thôi chút, rồi à, chúng ta để đến đây. Thì lúc này chúng ta sẽ tiến hành sờ cũng giống y chang như mà sờ ở tư thế nằm ngửa. À, chúng ta từ hố chỗ trái ha, qua hông trái, rồi hướng tay lên mũi kiếm xương ức, hướng qua mạng sườn, hướng qua mạng sườn sườn phải. Đây, mà chú nằm ngửa lại. À, trường hợp mình khám lách bình thường thì thôi hết các bạn. À, còn trường hợp mà mình sờ mà thấy lách to thì mình nghi ngờ lách to, mình không cần gõ để xác định chiều cao của lách giống như gan các bạn. Bên gan là mình phải gõ để xác định chiều cao, còn đối với mà lách đó, thì chúng ta không cần gõ. Nếu mà chúng ta nghi ngờ lách lách to thì chúng ta sẽ phân độ lách to như thế nào các bạn. Thì đối với lách to thì chúng ta phân thành 4 độ, và chúng ta sẽ xác định 4 độ đó như sau. Ta sẽ kẻ một cái đường thẳng ở đường trung đoàn trái ha. Chúng ta kẻ một cái đường thẳng là cái đường trung đoàn trái, tức là vào ngoài cơ thẳng bụng đó các bạn, là nó giao nhau với cung mạng sườn phải đây. Tức là đây là cái điểm mà giao nhau giữa cung mạng sườn phải và đường trung đoàn trái, hay là bờ ngoài cơ thẳng bụng bên trái. Từ điểm giao nhau này, chúng ta kẻ một cái đường thẳng đến rốn ha. Chúng ta kẻ một cái đường thẳng đến rốn. Và đường thẳng đến rốn này chúng ta chia làm 3 phần. À, nếu mà lách to đến 1/3 đầu tiên của đường thẳng này là độ 1. Nếu lách to đến 1/3 thứ hai là độ 2. Nếu lách to đến 1/3 thứ ba chưa qua khỏi rốn là độ 3. Nếu mà lách to qua khỏi rốn luôn thì đó là lách to độ 4. Tôi vừa trình bày xong cái phần tổng quan về khám bụng thì thôi tôi xin kết thúc clip ở đây. Chúc các bạn học tập được tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.